xin chào ba vị ban giám khảo ạ. Chào em. Chào em. Em tên là Trần Minh Dần. Em đang làm việc là kỹ thuật viên sự kiện hội. Hôm nay em muốn mang tới cho ba vị giám khảo là món lươn đùng. Em có 5 phút. Nào, món này đúng ra nó là cuốn với lá sen nhưng mà em kiếm lá sen không được nên em phải cuốn là bạc. Yeah. Mình phải hấp sao cho nó lươn vừa tới chín, còn độ ngọt và độ dai của lươn. Và em đã cần thời gian để phù hợp. Món của em xong rồi. Cảm ơn. Cái này của em á là cái sự chuẩn bị á, có thể gọi là sơ sài. Còn cái đồ ăn vị của em á thì nó hơi mặn một chút nhưng mà có thể sửa được. Nhưng cái sơ sài của em và cái sự chuẩn bị của em á nó chưa hoàn thiện. Thế cho nên rằng là anh không đồng ý với cái này. Tôi hiểu em. Bởi vì tôi là cũng là một người tha phương. Tất cả những cái mà để chế biến món ăn á, mình mà một người là tới một cái thành phố mới không phải có liền đâu. Mà đặc biệt mùa này thì sen không có vì lạnh lắm. Thì này tôi hiểu nên tôi thông cảm với em. Bánh tráng là sao? Bánh tráng là dễ. Bánh tráng là dễ đúng không em? Vì sáng nay em đi sớm mà có chỗ chưa nướng. Lý do đó chưa được thuyết phục. Phải cố gắng nếu em muốn sự thành công. Tôi nhìn thấy em một sự sáng tỏa, một nghị lực và cố gắng. Đặc biệt nữa là món ăn của em về tổng thể tốt em ạ. Em chỉ thiếu là bánh tráng. Nếu có bánh tráng là tất cả đều tuyệt vời. Và tôi tin em sẽ thành công cho nên tôi đồng ý với em. Em phải cố gắng hơn. Dạ. Chương trình này là Master Chef. Dạ. Phải cố gắng hơn. Em sẽ cố gắng rút nhiều sau để chuẩn bị cho đám. Tôi đồng ý. Rất vui sướng. Cô Hải nói vào sau em phải chuẩn bị kỹ hơn vì bữa nay chương trình là Master Chef 1.